Đây là hóa đơn bán ra số 3259 ngày 7 tháng 3 với nội dung là doanh thu của mảng dịch vụ sửa chữa xe. Số lượng là 1 xe và đơn giá là 2.840.000. Hình thức thanh toán là bằng chuyển khoản. Đối với nội dung liên quan đến hóa đơn bán ra, cụ thể là dịch vụ sửa chữa xe kèm theo bảng kê chi tiết, các bạn sẽ vào bảng kê chi tiết. Trong nội dung của bảng kê chi tiết sẽ ghi rõ thể hiện các nguyên vật liệu được xuất ra để phục vụ cho mảng dịch vụ sửa chữa xe theo hóa đơn số 3259 và tổng số tiền trên bảng kê chi tiết là 3.124.000 cũng sẽ phải bằng tổng số tiền trên hóa đơn bán ra số 3259. Nghiệp vụ phản ánh liên quan đến doanh thu của mảng dịch vụ sửa chữa xe, các bạn sẽ phản ánh doanh thu nợ cho tài khoản 131 làm tăng công nợ còn phải thu của khách hàng, có cho tài khoản 51131 tăng doanh thu của mảng dịch vụ sửa chữa xe và có cho tài khoản 33311. Đồng thời khi tính giá thành của mảng công trình dịch vụ sửa chữa thì sẽ được phản ánh giá vốn nợ cho tài khoản 63231 làm tăng giá vốn của mảng dịch vụ sửa chữa xe và có cho tài khoản 154. Căn cứ vào các nghiệp vụ hạch toán liên quan đến doanh thu của mảng dịch vụ sửa chữa xe, các bạn sẽ thực hiện trên phần mềm như sau. Các bạn sẽ vào phân hệ bán hàng, chọn trực từ bán hàng. Ở phần một nhỏ, các bạn sẽ tích chọn là bán hàng hóa dịch vụ trong nước. Và đối với doanh thu của mảng dịch vụ thì các bạn sẽ không tích vào kiêm phiếu xuất kho. Hình thức ở đây là chưa thu tiền khách hàng, theo như trên hóa đơn là công ty bảo hiểm BSH Thăng Long. Các bạn sẽ tìm đến mã khách hàng. Và ở phần diễn giải này, các bạn sẽ ghi dịch vụ sửa chữa xe theo hóa đơn số 3259. Ngày hạch toán ngày chứng từ căn cứ trên hóa đơn, ngày 7 tháng 3 năm tài chính. Và xuống phần một nhỏ hàng tiền, ở phần mã hàng các bạn sẽ tìm đến mã doanh thu bán hàng thuộc mảng dịch vụ sửa chữa xe. Và ở phần tên hàng thì các bạn sẽ copy ở phần diễn giải xuống. Sửa chữa xe theo hóa đơn số 3259. Nghiệp vụ phản ánh doanh thu của mảng dịch vụ sửa chữa xe chưa thu được tiền của khách hàng sẽ được phản ánh nợ cho tài khoản 131 làm tăng công nợ còn phải thu đối với công ty bảo hiểm BSH Thăng Long. Có cho tài khoản 51131 tương ứng với mảng doanh thu của dịch vụ sửa chữa và có cho tài khoản 33311. Các bạn sẽ điền tổng số tiền cũng như số lượng. Theo như hóa đơn, số lượng là 1 xe và đơn giá là 2.840.000. Sang phần 2 nhỏ tắt thuế, các bạn sẽ kiểm tra lại phần trăm thuế suất và kiểm tra tổng giá trị chưa bao gồm thuế 2.840.000. Đối với doanh thu của mảng dịch vụ sửa chữa xe thì các bạn phải nhớ sang phần 3 nhỏ thống kê, chọn công trình tương ứng thuộc sửa chữa xe theo hóa đơn số 3259. Và sang phần tab hóa đơn, các bạn sẽ kiểm tra sửa lại số hóa đơn. Ở đây hóa đơn bán ra của chúng ta số 000-3259. Hạch toán xong, các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ các nội dung trong chứng từ bán hàng và kiểm tra tổng thành tiền 3.124.000. Đã khớp với tổng số tiền trên hóa đơn, đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nghiệp vụ hạch toán phản ánh đến doanh thu của mảng dịch vụ sửa chữa xe. Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán hóa đơn bán ra số 3259 với nội dung là doanh thu của mảng dịch vụ sửa chữa xe chưa thu được tiền của khách hàng trên phần mềm kế toán MISA.